Hi, xin chào mừng các bạn đang đến với kênh Đặc sản quê tôi nha. À, các bạn thân mến, như các bạn đang nhìn thấy thì đây là cái viên ngọc thủy tinh rất là xinh xắn. Và cái này á, đặc biệt là cái này được làm từ thạch rau câu nha các bạn. À, nhìn nó rất là đẹp và tưởng chừng như là khó làm nhưng mà thật sự nó rất là dễ làm các bạn. Cái này á, thì hôm nay á, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm cái viên hạt trân châu này như thế nào. À, và mình sẽ làm một ly trà sữa matcha ăn kèm với viên trân châu rất là đẹp này ha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi cách làm của mình nha. Rồi, nguyên liệu để làm cái món này hôm nay á thì mình có chuẩn bị là hai gói rau câu. Một gói rau câu là rau câu con cá dẻo và rau câu bột bột rau câu giòn ha các bạn. Thì cái bột rau câu giòn này á, là mình chỉ sử dụng có 2 muỗng cà phê thôi nha các bạn. Và bột rau câu con cá dẻo thì mình dùng cái gói là 12 gram ha các bạn. Rồi 100 gram đường, một ít dầu ăn và hương bạc hà, siro bạc hà đó các bạn, và siro trái đào ha, vị đào. Và mình chuẩn bị một cái chai nhựa như thế này để tí nữa mình làm hạt thủy tinh, mình tạo hình thủy tinh ha. Rồi bây giờ thì việc đầu tiên á là mình sẽ cho cái gói rau câu này vào trong cái đường, chén đường của mình đây ha. Rồi mình sẽ lấy 2 muỗng cà phê bột rau câu giòn. Và mình sẽ trộn đều với đường ha các bạn. Thì cái mục đích trộn rau câu với đường như thế này á là để cho cái khi mà mình đun cái rau câu á nó không có bị vón cục đó các bạn. Rồi tiếp theo mình chuẩn bị một cái nồi nước, ở trong đây là 700 ml nước đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái bột rau câu vô từ từ ha. Vừa cho vừa khuấy các bạn, đây thôi để cho nó đừng có bị vón cục. Nồi rau câu của mình nó sôi lên đó các bạn. À, thì mình khuấy thêm khoảng 5 phút nữa để cho cái rau câu nó tan ra hết, rồi mình tắt bếp ha. Mình sẽ tắt bếp cho nó, mình để cho nó nguội một chút xíu, giảm độ nguội rồi mình bắt đầu mình tạo hình cái viên thủy tinh ha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình cần chuẩn bị một cái chai nhựa như thế này nè các bạn. Mà nó làm sao để nó có cái lỗ gì nè. Để mình cho rau câu vào mình nhỏ giọt nó đó các bạn. À, thì cái này á, mình có thể là mình ra ngoài tiệm á, mình mua cái chai nhỏ cũng được, hoặc là cái chai tương ớt hay gì cũng được, miễn sao mà các bạn làm sao mà nó có cái lỗ như vậy là Rồi được thì mình ha. cũng chuẩn bị luôn một cái bình thủy tinh hay là bằng cái gì cũng được, mà các bạn để giữ nước như vậy nè các bạn. Và mình cần một cái có nghĩa là một cái chậu nước lạnh. Lạnh trong đây là mình dùng nước lạnh thật là lạnh, và mình cho thêm đá vào đây ha. Và cái dầu ăn này nè các bạn, mình sẽ cho vào đây luôn. Nhớ là cái bình nước này phải thật là lạnh nha các bạn. Đó, mình cho hết dầu ăn vào. Mình cho làm sao mà để cái dầu ăn của mình á nó được nó phủ 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 dày lên trên cái mặt nước á là mới được nha các bạn.
đổ cái thủy tinh này ra ha các bạn. Và mình rửa lại bằng nước sạch, bằng nước lạnh để cho nó sạch cái dầu của mình đó. Cái dầu lúc nãy mà mình dùng để cho cái viên thủy tinh của mình nó tròn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa lại ha. Rồi rất là đẹp luôn nè, các bạn nhìn xem nè. Những hạt thủy tinh lóng lánh tròn xoe, đẹp, hấp dẫn quá à. Rồi, bây giờ mình đã làm xong cái thạch thủy tinh rồi đó các bạn. Bây giờ thì tiếp theo mình sẽ pha trà sữa ha. Thì mình ở đây mình sử dụng là cái trà sữa matcha nè các bạn. Cái này á, cái loại mà pha sẵn đó các bạn. Cái này mình mua ở trong các cái siêu thị có nha các bạn. Mình cho gói matcha vào trong ly và mình cho một ít nước ấm để mình pha ha các bạn. Thường á thì những cái gói mà trà pha sẵn á, nó sẽ không có được đậm đà, thì mình sẽ cho thêm một ít sữa đặc để cho nó được đậm đà ha các bạn, một ít sữa đặc và một ít sữa tươi. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê sữa đặc đó các bạn. Rồi mình cho thêm một ít sữa tươi luôn ha. Rồi mình đã chuẩn bị thêm ly đá nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái sữa này vào trong cái ly đá ha. Rồi mình sẽ cho thủy tinh vào. Wow. Wow, như vậy là mình đã có được một ly trà sữa hạt thủy tinh rất là hấp dẫn, thơm ngon và rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được hết á các bạn. Nè các bạn xem nè. Wow, hấp dẫn chưa? Rất là ngon, ngon lắm luôn á các bạn. Những cái viên trân châu thủy tinh á thì nó giòn giòn, dai dai, sừng sực, rất là ngon luôn. Trà sữa matcha thì thơm mùi matcha nè, béo béo, rất là ngon á các bạn. Ngon lắm luôn á. Cái món này á, đặc biệt là các bạn tuổi teen hay là các em rất là thích luôn nè các bạn. Cái cách chia sẻ của mình á, thì ở đây ai cũng có thể làm được cái món này hết á. Mình chúc cho các bạn nào yêu thích cái món này thì sẽ thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ tặng cho mình một like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đừng quên bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại kỳ sau nha. Bye bye.